Xin chào mọi người. Sáng hôm nay thì hai anh em nghĩa đang đi xuống dưới biển Texas City để mà câu cá rô. Cá rô ở đây thì mình câu rất là dễ luôn nha mọi người, tại nó rất là nhiều. Mình câu sáng sớm á thì nó dễ ăn lắm. Như là sáng giờ nãy giờ tôi nghĩ câu khoảng có 15 phút thôi mà câu cũng được hai mươi mấy con rồi đó. Lúc sáng sớm xuống á, lúc mà mặt trời chưa lên á thì mình câu cá toàn là cá lớn không à. Còn khi mặt trời lên rồi á thì mình câu cá nó khá là nhỏ. Cá lớn mọi người coi nè, nó bằng cái bàn tay của Nghĩa luôn á. Chút nắng lên thì chắc cá nhỏ không à. Cut your line. Kiểm chứng lại. That's my fault if you got it. Quăng xuống là dính, quăng xuống là dính. Quăng xuống là dính. Quăng xuống là nó ăn, quăng xuống là nó ăn nè. Cái tàu tôm ở ngoài đó mọi người, ở đằng sau là nguyên đàn cá heo luôn. Đó, nguyên đàn cá heo rồi, thấy không? Bơi lên, bơi lên, bơi lên. Quá trời luôn. Cái đó là nguyên một bầy luôn á. Câu cái cục mồi nhỏ thôi, nhỏ hơn cục này nữa càng tốt, cái lưỡi nó nhỏ thôi nó mới dính, nãy giờ nó sổng hoài à. Làm lại cái nữa coi, dính đó, thấy chưa, thấy không? Ra là ăn, ra là ăn rồi vô quay, quăng ra là nó ăn, quăng ra là nó ăn nè. Nãy giờ chắc coi vậy cái này mà đầy thùng chắc cả mấy trăm con quá hả? Làm sao đầy thùng nổi, nóng quá, đầy thùng không nổi đâu, cái này không có câu nổi đâu. Thấy nè, đó. Như đây thôi, nãy giờ là mấy chục con rồi đó. Này chắc 40 con rồi. Mấy con rồi đó. 40 mấy con rồi đó. Chục rồi cá này nha. Đó. Thấy cá không? Cá rô quá. Nó 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 người thấy không? Có một đàn ở dưới luôn. Nhiều ghê luôn chứ. Bây giờ cá rô nó nhiều. Tại ở đây á mọi người ở đây câu cá rô lắm. Có Việt Nam mình thì phải ăn cá rô thôi chứ. Mỹ nó lấy cá rô đó để nó câu mấy cá lớn á. Hồi trước thì nó lấy mấy cá đó để mà nghĩ đi câu cá chấm đuôi á. Mọi người thấy bỏ dưới đó không? Nó bu lại. Khỏi còn quăng. Khỏi quăng nữa. Nó nhiều. Nó phải cái đàn xuống á, mọi người quăng xuống á là nó bu vô nó ăn một cái cục mồi vậy nè. Nếu mà mình kéo không kịp á là hết cục mồi à. Lẹ lắm. Mình thử nha. Đó, coi bu này nè. Cái lánh mồi hay lắm. Đó, 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 quá trời. Cái lượng nó ra với lượng như nè. Đó rồi, hết mồi rồi. Không có mồi nó cũng ăn. Cá bây giờ nó ăn liên tục luôn mọi người. Thảy xuống dính, thảy xuống dính nè. Nãy giờ câu cũng khá là lâu rồi mọi người. 2 tiếng đồng hồ rồi. Trời nó bắt đầu nóng rồi. Người ta cũng đi về bớt rồi. Bây giờ chắc tôi nghĩ dọn về luôn. Cá này về chắc mình chiên giòn lên đó. 6, chắc chở 60 con hả? Chắc hơn đó. Làm thêm con nữa đi. Còn có xíu mồi nữa. Thôi gắng làm thêm con nữa rồi về hả mọi người nha. Chứ ở ngoài đây hồi đó ăn cái nó lúc cán lúc vào nó nhiều lắm luôn á mà nó còn ăn hoài à. Thôi bây giờ thì tụi Nghĩa sẽ dọn đồ nghề về, cái đống đó chút về nghĩ làm cho mình chiên lên.